16. Phẩm chân như. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, pháp Phật đã dạy rất sâu xa mầu nhiệm, đối với tất cả pháp đều có thể tùy thuận không bị chướng ngại. Pháp Phật đã dạy không có tướng chướng ngại, ngang bằng hư không, hoàn toàn không dấu vết. Pháp Phật đã dạy không có tướng đối đãi, không có tướng thứ hai. Pháp Phật đã dạy không có tướng ngang nhau vì không có đối địch. Pháp Phật đã dạy hoàn toàn không lưu dấu vì không sanh không diệt. Pháp Phật đã dạy hoàn toàn không sanh diệt vì tất cả sanh diệt bất khả đắc. Pháp Phật đã dạy hoàn toàn không có đường tắt vì tất cả đường tắt bất khả đắc. Pháp Phật đã dạy hoàn toàn không hí luận vì phân biệt ngôn thuyết bất khả đắc. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Khi ấy thiên tử cõi dục và cõi sắc liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại đức thiện hiện đúng thật là Phật tử, được sanh ra từ đức Như Lai. Vì sao? Vì đại đức thiện hiện nói ra các pháp tất cả đều tương ưng với không. Cụ thọ thiện hiện bảo các thiên tử cõi dục và cõi sắc: Các ngài bảo tôi đúng thật là Phật tử, được sanh ra từ đức Như Lai. Thế nào là thiện hiện được sanh ra từ đức Như Lai? Nghĩa là theo chân như của Như Lai sanh ra, mà tất cả pháp sanh bất khả đắc. Vì sao? Vì chân như của Như Lai không đến không đi, bản tánh không sanh. Chân như của thiện hiện cũng không đến không đi, bản tánh không sanh. Nên nói thiện hiện sanh ra từ đức Như Lai. Chân như của Như Lai tức chân như của tất cả pháp. Chân như của tất cả pháp tức chân như của Như Lai. Chân như như thế, không có tánh chân như, cũng không có tánh không chân như. Chân như của thiện hiện cũng như vậy. Nên nói thiện hiện sanh ra từ đức Như Lai. Chân như của Như Lai thường trụ làm tướng, chân như của thiện hiện cũng như vậy. Nên nói thiện hiện sanh ra từ đức Như Lai. Chân như của Như Lai không đổi khác, không phân biệt, chuyển khắp các pháp. Chân như của thiện hiện cũng như vậy. Nên nói thiện hiện sanh ra từ đức Như Lai. Chân như của Như Lai không bị chướng ngại, chân như của tất cả pháp cũng không bị chướng ngại. Hoặc chân như của Như Lai, hoặc chân như của tất cả pháp, đồng một chân như, không hai, không khác, không tạo, không tác. Chân như như vậy luôn là tướng chân như, không lúc nào là không phải tướng chân như, nên không hai không khác. Chân như của thiện hiện cũng như vậy, nên nói thiện hiện sanh ra từ đức Như Lai. Chân như của Như Lai đối với tất cả pháp không nhớ nghĩ, không phân biệt. Chân như của thiện hiện cũng như vậy, nên nói thiện hiện sanh ra từ đức Như Lai. Chân như của Như Lai không riêng khác, không thể đắc. Chân như của thiện hiện cũng như vậy, nên nói thiện hiện sanh ra từ đức Như Lai. Chân như của Như Lai không rời chân như của tất cả pháp. Chân như của tất cả pháp không rời chân như của Như Lai. Chân như như vậy luôn là tướng chân như, không có lúc nào không có tướng chân như. Chân như của thiện hiện cũng như vậy, nên nói thiện hiện sanh ra từ đức Như Lai.